phải biết chất đê à? Ronaldinho, Suarez, Ronaldinho đang chạy và đó là một bàn thắng gỡ hòa. Về gầm này, Netflix thể nhá. Captain Messi không nói nhiều. Có luôn, có Captain Messi luôn mà. Cảm chân thể nhá. Bản thân Suarez cho anh 10 kiến tạo. Ngồi xa nhau một tí, không nói chuyện riêng nha. Ok, chúng ta đến ngay vào trận đấu đầu tiên. Phụ huynh cứ yên tâm, cái lứa này tôi dạy cho thì nét luôn. Mở bát nhá, nói thẳng luôn, từ đầu trận này mở bát sẽ là Messi. Mấy thanh niên ở danh thế giới này làm gì biết xúc phạt đâu mà. Đói. Ông cái gì đây, ông cái gì đây, ông cái gì đây. Harry Maguire kìa. Tại sao vẫn là Harry Maguire nhở? Nó không biết xúc phạt, nó biết đá ben. Cày tê nhở. 13 nha. Phụ huynh dòng tiền cho cháu Mares quay cánh trái nhé. Mà phụ huynh cháu vô vẩu bảo là không thích thằng nào đá cánh trái cạnh tranh với cả vô vẩu cả. Tôi không biết phải xử lý kiểu gì đây. Được được, hậu vệ trái, hậu vệ trái được nha. Hay người luôn. Nào bình tĩnh, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Các phụ huynh cứ bình tĩnh nha. Luis Suarez này. Quả ơi, Hà Lan này nó báo, nó có báo quá. Một bàn, ok. Messi đi ra. Harry Maguire, tóm nó lại em ơi, tóm nó lại. Chúng tôi cần thêm thời gian. Và đó là Ronaldinho này, chuyển cho Hà Lan này. Tomori ở dưới này này. Messi ở tôi đâu? Không được. Dù thằng bạn chuyển trường bây giờ mới phút 70 mà. Rồi đâu sẽ có đó phụ huynh nha. Rồi đâu sẽ có đó. Còn nguyên nha, còn nguyên. Cái lồng gì vậy? Ngợp nha, ngợp nha. Nào Messi chạy đi nào. Đó đúng rồi. Zé đi nào. Đó. Đơn vẫn là Messi. Netflix luôn là vẫn là đội trưởng. Captain. Giật lại. Messi sẽ đến tiếp. Tin chuẩn. Đó. Thì 70.000 đồng. Ui, cảm chân dậy nhá. 20k update 2 lần 22 UCL 50k tăng cường chất thép. Ok luôn, Mộc Bảo ơi. Thôi. Xin đấy. 73 nhá. Dyer nhà TH phụ huynh nhìn Harry mua mét qua. Harry Maguire phải cút rồi. Ôi cảm chân thế. Thuê Maldini về dạy cho Maguire cách phòng ngự như trường Harvard. Có luôn ạ. À. Xin lỗi tất cả phụ huynh, trận này trận nháp. Chết mẹ rồi. Đang không nhận tay cầm. Đừng ghi bàn, em xin anh ấy, đừng ghi bàn, em xin anh đấy. Mandy là hay thật sự luôn ấy. Suarez, Ronaldinho đang chạy. Và đó là một bàn thắng gỡ hòa. Về gầm này, Netflix. Sự tự tin đã trở lại trên đôi tay của tôi. Nó ZD xong ở đấy mặt đần luôn mà. Mặt đần thối luôn đấy. Không nói một câu gì cả. Mặt đần luôn rồi. Mình mày biết ZD à? Loan đi chứ. Dành chuyên nghiệp đã quá ghê. Tôi còn ghê hơn nha, tôi còn ghê hơn. Với cái bộ khung này. Uầy, đừng. Cái chạy cú to kìa. Hay quá. Cơ hội vẫn là nguyên nha, tôi sốc hết cả đội hình lên này. Hoàng đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Ôi cảm Hoàng nha. VAE vào hơi muộn, nay A vui ca. Vui Hoàng ơi. Vui lắm Hoàng, hôm nay rất vui luôn ấy. Và đó là chuyển á. Nhơn này, mày nhơn này. Em nhìn này. Đến từ những giây cuối cùng luôn. Tôi đã bắt đầu lấy được cái nhịp rồi. Đây rồi, đây là con hàng để tôi gọi là thúc thử. Một con hàng chất lượng để tôi test cái đội hình này. Tuyên bố luôn trận này tôi mà không thắng ấy. Đấy.
xin phép và ngừng đứng lớp, ok chưa ạ? Riêng trận này tôi không thắng, ngừng đứng lớp luôn. Trận vừa rồi là bị lỗi tay cầm, đấy nó ảnh hưởng đến cả lối chơi của toàn đội. Này hứa với các phụ huynh luôn, tôi sẽ phải thắng trận này. Uầy. Sao xanh chuyên nghiệp ra khó vậy ta? Ôi, chuyên nghiệp nó lao như con thiêu thân luôn. Uầy. Con tim mong mày sao lạ thế nhờ. Ui xíu rồi bạn. Chứ hết giờ mà. Phụ huynh cứ bình tĩnh về. Hết sức bình tĩnh ạ. Dẹp đi. Đó. Messi. Vẫn là Messi. Trời ơi yếu thế nhờ. Nó vẫn là Messi. Đã donate cho Tai GG 20.000 đồng. Ôi cảm ơn ông bầu chân thệ nhá. Đó rõ ràng, cảm ơn ông bầu. Thật sự không biết phải nói cái gì luôn ý. Mày này. Tôi chưa bao giờ thấy cái danh chuyên nghiệp nó đá hay như thế này. Thật sự. Mày nóng cái đầu mà. Các bạn có mỗi mình Carlos CDM nó lợn quá. Đường đi hát đúng rồi. Bóng là còn nguyên nha, bóng là còn nguyên. KB cuối cùng ghi bàn. Và đó là Messi. Không vào. Trời ơi, quả đấy không vào kìa. Kevin cuối cùng giữ lại cái ghế cho tôi rồi. Thật sự luôn đấy. Nào, Messi đâu, Messi. Ui, Messi. Đang đi bị bắt lại, Thôi được, em xin anh. Rồi ok. Giật lại bên kia đang chạy, đúng rồi, Hakimi. Nó khó sử dụng thế em biết. Sau đó nó cảm giác nó căng thẳng đấy nhở. Nó căng thẳng đầu óc thực sự luôn ý. Bóng đá xin sỏ. Ê ui. Quả đấy xin là xin cái thằng to bắt dính quả đấy. Đẩy được cái quả đấy chứ không phải xin đối thủ. Anh em đừng hiểu nhầm. Hay quá, đây rồi. Có Messi này, nó ăn chạy. Nó xoạc tiếp. Chắc là tôi phải giải quyết trong cái trận đấu này trong khoảng 120 phút thôi. Mẹ vào Ben thì tôi nghĩ tôi dễ cút lắm. Vào Ben là tôi dễ cút lắm. Nên là chắc phải giải quyết trận đấu nó nhanh thôi. Cái ghế này vẫn còn nguyên nha. Đấy, ba nha. Em to cao khỏe chạy nhanh đá hậu vệ ghê lắm. Em bảo bê cao đá hậu vệ á. Thế ai bảo nó khó thuần mà. Chỉ số to nhưng mà cảm giác nó cứng không được mượt ấy. Nó truyền tiếp. GG
cảm tính trận nhá. Ai động vào nhu cầu của tôi đến hết buổi live này nhé. Cảm ơn thầy. Đây cũng bằng kiểm điểm nhỉ? Tôi chắc phải viết bằng kiểm điểm cho gửi phụ huynh quá nhỉ? Với cháu Lan đứng trước cầu môn của mình ấy hiểu ý tôi không? Ok, tôi cho cháu em bê xuống vị trí dự bị nhá. À, vị trí... Loát. Ok, em bê đứng ở trước cầu môn. Em bà bê. Em bà bê. Thương em bà bê thật sự luôn ý. Uầy, tôi cần một giọt thay ngay củ tỏi. Các phụ huynh có làm được không ạ? Uầy, sao chết thế? Từng đánh bại huy chương bạc SEA Games mà đá rank chuyên nghiệp không thắng lấy một trận. Bằng 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 bằng.